Xin chào. Qua cánh cửa này, Quyền mời các bạn cùng Quyền khám phá những điều thú vị của nghề làm nhân viên khách sạn nha. Ô, xin chào. Xin chào Quyền. Chúc mừng buổi sáng, nha. Đây là ngày đầu tiên của tuần lễ nhân viên. Buổi sáng bước vào cổng đã gặp niềm vui rồi. Phòng nhân sự đã chuẩn bị sẵn các phần quà nhỏ được làm từ bánh và nước uống để tặng mỗi nhân viên khi họ tới làm việc. Sáng sớm mà được tặng quà thì rất là thích đúng không các bạn? Phần quà tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, không những giúp cho nhân viên có được niềm vui mà còn giúp cho nhân viên nạp thêm năng lượng để làm việc hiệu quả trong ngày mới. Rồi, giờ Quyền khui và sử dụng phần quà của mình cho các bạn xem nha. Mỗi chiếc túi đựng một cái bánh ngọt thơm ngon, vẫn còn nóng luôn. Bánh khách sạn làm thơm ngon, mời bạn ăn nha. Ăn với Quyền nha. Thôi, trong đó có những cái vị sô-cô-la, ăn xong rồi uống miếng cà phê cho tỉnh táo, một ngày làm việc mới đầy hiệu quả và thành công nha. Các bạn thấy nghề làm nhân viên khách sạn thế nào, hãy bình luận cho Quyền biết nha.